hello mọi người mình là truyền hữu và hôm nay hữu muốn chia sẻ cho các bạn về những cái vấn đề tiêu âm cách âm cũng như là tán âm của phòng thu và cái tầm quan trọng của cái việc này là như thế nào thì hữu sẽ nói sơ qua các bạn và ngắn gọn nhất để các bạn anh chị nắm thì hiện tại á, mình á, à, nói chung là mình cũng làm thu âm dịch vụ à, đơn giản thôi các bạn thì tất nhiên là mình phải thi công phòng nó đúng nó đúng chuẩn về xử lý âm học ha thứ nhất là về để mình triệt tiêu cái tiếng ồn với tiếng vang À, mình phải làm cho nó đúng chuẩn thì uh, nếu các bạn anh chị ở nhà thì sao các anh chị mua một cái bộ gọi là home studio đó đúng nghĩa của home studio đó thì mọi người phải lưu ý không phải đơn giản là các bạn mua một cái bộ sản phẩm tầm mười mấy hai mươi triệu về các bạn thu uh, và các bạn uh, đem về bỏ vào cái phòng ngủ của chúng ta thì chúng ta ok gọi là home studio rồi nhưng mà cái chuyện nhỏ các bạn chỉ cần chú ý thêm một xíu nữa thôi thì cái chất lượng âm thanh của chúng ta cũng như là cái kiểm âm của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Ở đây hiện tại các bạn có thể thấy sau lưng của mình đó, là những cái tấm ván, tấm gỗ như thế này. Với những cái đường rảnh xẻ như thế này. Nó đều có cái mục đích của nó hết. Đó chính là nó là tiêu âm. Có nghĩa là nó sẽ chống trong cái phòng này. Nó sẽ triệt tiêu cái tiếng vang đó các bạn. Nó triệt tiêu những cái tiếng vang. À, và những cái loa này nè. Khi mà đặt trong cái phòng thu của mình. Để mình nghe để kiểm âm đó các bạn những cái loa như thế này ha. Ví dụ những cái loa mà chuyên nghe về vô vocal là ha hay những cái loa mà nghe về uh, cái dải tần số bass nhiều á, ví dụ ở đây là kích thì các bạn ở trong một cái căn phòng xử lý âm học ok thì cái tín hiệu các bạn nghe, kiểm âm nó rất là chuẩn, nghe rất rất là rõ ràng và trung thực. Còn đối với các bạn anh chị mà ở nhà, nếu mà chúng ta không có uh, điều kiện chúng ta làm home studio đơn giản, nhưng các bạn đừng bỏ qua bước này. Hữu nói lấy một díu, ví dụ mình minh họa ha. Nếu các bạn đem một cái bộ sản phẩm uh, thu âm mà 20 triệu, 30 triệu gì đó vào một căn phòng ngủ của các bạn. Nếu căn phòng ngủ của các bạn mà cái tường nó nhẵn, cái căn phòng nó nhẵn, cái trần nó cũng nhẵn luôn. Nó không có rèm, nó không có cái gồ ghề ở trên cái bề mặt tường đó. Mình nói các bạn các bạn thử nha, các bạn thử với những cái dàn âm thanh và cái loa các bạn ở nhà. Các bạn chỉ cần mở nhạc mà cái giải tần số bass nó nhiều thôi Những cái bài nhạc mà nó rất là căng, đánh rất là căng á Thì các bạn sẽ không nghe được luôn Nói dội, nói dội, gọi là nó dội âm Tiếng vang nó sẽ đi lung tung Tại vì cái bề mặt phẳng Ở trên cái tường Thì cái âm thanh nó vào thì nó sẽ dội Chứ nó không được hấp thụ vào bên trong Đúng không? Nó sẽ không được triệt tiêu hoặc là triệt tiêu nhanh hay là chậm Thì các bạn nghe nó rất là vang Ngay cả việc mình dùng một cái lo roll kit của mình á đây là Rokit 8 mình đánh trong căn phòng mà chưa xử lý về âm học các bạn nghe um sùm như một cái hội chợ không rõ ràng được không rõ ràng nha đừng nói chuyện cái chuyện các bạn nghe nó đã không rõ rồi huống chi các bạn mix giọng các bạn mix vô cồ thì nó không có nó không có đúng ha thì nói chung một cái đơn giản thôi một cái đơn giản mà mình muốn nhắc khách hàng của mình khi các bạn mua một cái bộ sản phẩm để làm home studio gọn gọn giống như vậy gọn gọn giống như thế này thì ít nhất mình cũng phải tư vấn cho khách hàng của mình làm tiêu âm như thế nào mút hột gà hay là mút kim tự tháp nó rất là rẻ nó đâu có mắt đâu cần thiết các bạn phải sử dụng những cái tấm tiêu âm như thế này đúng không hoặc là những tấm vải như thế này tại vì mình là làm kinh doanh thì tất nhiên về hình thức là nó phải đẹp thứ hai là nó phải có cái công dụng của nó chứ không phải đơn nhiên mình làm cho nó đẹp nó đều có cái công dụng và xử lý âm học Các bạn nhìn lên cái trần nè Nó còn khoảng 3 miếng như thế này Để cái âm thanh của từ loa này nó triệt tiêu từ từ Và phía sau lưng cái background á, của mình á Ở phía sau lưng á Nó có một miếng gỗ để gọi là tán âm à, Để cho nó Khi mà cái âm thanh của loa này phát ra Nó gặp cái bề mặt gồ ghề Nó sẽ tán xuống lên trần vào tường Nó sẽ triệt tiêu cái âm thanh đó Ha mọi người ha Ok, hữu nhắc lại, tiêu âm là mình chống ở trên cái bề mặt. Khi mà âm thanh vào, nó sẽ không có còn triệt tiêu cái tiếng vang, cho mất cái tiếng vang. Còn cách âm, cách âm là nghe cái tên là biết rồi, là chúng ta chống cái tiếng ồn bên ngoài môi trường. ha Nên là có một cái cabin như thế này để khách hàng vào bên trong, đứng trong cái cabin, cách biệt hoàn toàn với cái không gian bên ngoài. Người kỹ thuật viên họ sẽ nghe cái âm thanh của cái người khách hát khác thông qua những cái bộ lo monitor như thế này ha và trong kia cách biệt hoàn toàn trong cái cabin cabin của mình rất rộng để mình show cho các bạn xem cabin của mình rất là rộng các bạn có thể thu ở đây khoảng 4 năm người cũng được ha và cũng đúng tiêu chuẩn luôn các bạn thấy cái tường nè đây là cái bức cái chiều dày của cái 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 phòng cabin nó dày gần 20 cm trong này á nó chứa cả bông khoáng nè nó sẽ có những cái lớp rất là nhiều lớp bốn năm lớp trong này, bông khoáng rồi uh, mút các kiểu trong cái tường này. Nguyên cái cabin này mình thực hiện, mình thực sự mình chia sẻ với các bạn nguyên cabin này mình làm á. Uh, giá của nó là gần 40 triệu, chỉ có mỗi cái cabin thôi, mỗi cái cabin thôi. Tại vì sao? Ở ở ở cái 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 cái, cái shop của mình á, nó nó gần mặt đường. Nếu các bạn làm không đúng thì cái tiếng ồn khi bạn thu âm thì nó sẽ lọt vào trong microphone hết và các bạn làm compressor làm master thì những cái tiếng đó nó sẽ lên cái vô cầu chúng ta nó sẽ xấu nó ảnh hưởng rất là nhiều thì cách âm là cái việc tách biệt hoàn toàn và thu một cái vô cầu cực kỳ sạch trong cái buồng này thì đối với những người kinh doanh như Hữu thì Hữu làm ok phòng thu của mình có thể là kiếm ra tiền thì mới gọi là phòng thu chuyên nghiệp nhưng mà mình kiếm tiền ở cái mức uh, cơ bản thôi mình không phải là thu cho ca sĩ mình chỉ kiếm tiền đơn giản những bài thu của học sinh sinh viên hay những cái cô chú này nọ đơn giản là được rồi đấy còn về cái mảng hữu nói là các bạn làm home studio các bạn bán đồ các bạn kinh doanh giống hũ các bạn làm home studio thì không thể bỏ qua một cái bước tư vấn cho khách đơn giản thôi khách hàng chỉ cần mua vài miếng mút để phía sau loa nếu các bạn sử dụng loa kiểu mâm như thế này thì trong những cái góc phía sau lưng loa rồi ở sau phía sau lưng của cái phòng của mình thì các bạn nên làm những cái bát chát những cái góc cái mút góc nó không có mắc tiền các bạn và đặc biệt là phía sau lưng các bạn làm những cái tấm mút để mà âm thanh của loa kỹ mâm đó, nó có phát ra đi phía sau đó, thì chúng ta sẽ không bị âm um cái phòng lên à, nó không bị dội đấy và các bạn cái tường các bạn mà nó nhẵn quá thì các bạn phải làm chứ các bạn muốn nghe các bạn muốn mix vocal thật là trung thực mà cái âm thanh nó nhiễu loạn như thế, nó vang như thế thì đâu có làm được đâu. Nên là ai mà nói cái việc mà tiêu âm cách âm không quan trọng thì mình không đồng ý nha. Các bạn làm chuyên nghiệp không chuyên nghiệp hay là bạn làm tại nhà cây nhà lá vườn thì cũng phải biết cái điều này ha. Để mà cái cái vocal của chúng ta nó chất lượng và các bạn nghe nó phải thật là trung thực, nó phải đúng cái sụt của nó. Đó nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái phòng của mình. ở đây á, là mình không làm mút, mình không có làm mút như uh, hồi xưa năm 2017 mình làm á. thì uh, cái tường của mình là mình làm uh, bằng một cái chất liệu của phòng karaoke nó vừa cách âm mà vừa um, cách âm bên ngoài một phần và cái bề mặt nó cũng rất là gồ ghề để nó <laughs> nó nó sẽ um, tiêu âm đó các bạn, nó sẽ chống giỏi rất là hiệu quả. thì mình đã từ những ngày đầu tiên sơ khai làm phòng thu nhỏ của mình là mình đã quan trọng cái chuyện tiêu âm cách âm và tán âm mình đã đặt cái 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 sự mà tiêu âm nó rất là quan trọng trong cái phòng cabin của mình thì sử dụng bằng mút hộp gà thôi còn hiện tại bây giờ nó đã hiện đại năm 2021 rồi các bạn năm 2021 rồi cái xu hướng phòng thu bây giờ người ta sẽ làm nó rất là đơn giản ha nó rất là đơn giản À, và mình nghĩ là với những cái mình đang làm ở đây thì nó phục vụ cho bản thân mình là ok chứ mình không nói là cái phòng của mình nó sẽ đẹp, nó vip và nó hiện đại. Thì đối với những cái chất liệu mình đang sử dụng ở đây thì mang lại một cái hiệu quả cho cái phòng của mình rất là nhiều về cái mảng cách âm với cái môi trường bên ngoài á. Rồi cũng như là để uh, ngồi để mic uh, mic giọng cồ thì cũng khá là thuận tiện và trung thực. Thì những cái chia sẻ của mình hy vọng các bạn làm nhỏ hay lớn thì các bạn đều xử lý cái chuyện này ha nhất là tiêu âm trong căn phòng các bạn phải có những cái mút gốc nếu cái phòng của bạn là nó nhẵn luôn cái tường nó nhẵn luôn các bạn mở nhạc nó dội um sùm nha nói rồi nha các bạn nhé đừng bỏ qua bước này tiêu âm cách âm tán âm rất là quan trọng nha các bạn đừng bỏ qua bước này còn các bạn chỉ là các bạn không chuyên nghiệp hay là các bạn chưa đủ kiến thức thì các bạn đừng có gọi là phán nhanh phán vội đó hãy tìm hiểu thật kỹ nhớ nha mọi người nha cảm ơn mọi người rất nhiều nhớ đăng ký kênh truyền hữu để đón xem những video clip khác cảm ơn mọi người rất nhiều nhớ nha tiêu âm tán âm với lại cách âm rất là quan trọng nha đừng có bỏ qua nha ok